đến nhà không trà cũng bánh. Nếu bạn chưa có bộ bình trà để tiếp khách cho ngày Tết, hãy quan tâm đến bộ bình trà này nhé. Hôm nay mình giới thiệu bộ bình trà lá trúc với những đường nét rất là tỉ mỉ, tinh xảo, lá trúc, họa tiết vàng kim và một chú chuồn chuồn rất là xinh xắn, dễ thương. Tất cả những cái sản phẩm này được làm hoàn toàn thủ công bằng tay từ làng nghề Bắc Tràng nổi tiếng. Mỗi một bộ bình trà sẽ có 6 tách và trên mỗi tách sẽ có những cái lá trúc rất là dễ thương và chú chuồn chuồn xinh xắn. Đường miệng của tách vàng kim rất là dễ thương. Và đặc biệt là sản phẩm, đây là sản phẩm của gốm Bắc Tràng. Trên đĩa trà cũng có những cái họa tiết lá trúc và chú chuồn chuồn. Và đây là gốm Bắc Tràng hoàn toàn tinh xảo. Mỗi một bộ bình trà như thế này, bạn có thể dùng để rót trà và tiếp khách vào ngày Tết. Và đặc biệt là cấu trúc của cái ấm trà với cái vòi dài, khi bạn rót trà ra, trà nó không có bị tràn ra ngoài. Và như mình khẳng định một lần nữa, đây là gốm Bắc Tràng đã được nung trên một nhiệt độ trên 1000 độ C và loại bỏ hoàn toàn tạp chất, nên là rất là an tâm để mà dùng cho uống nước. Nếu bạn quan tâm đến bộ ấm trà này, hãy nhấn vào nhỏ hàng nhé.